Sắc đẹp trong quang bất khả thuyết, tịnh quang trong sắc bất khả thuyết. Ở trong mỗi mỗi tịnh quang đó lại hiện đủ thứ diệu quang minh, quang đó lại hiện đủ thứ quang, không thể nói ra bất khả thuyết. Ở trong đủ thứ quang minh đó đều hiện báu đẹp như tu di, trong mỗi quang minh hiện báu đẹp không thể nói ra bất khả thuyết, mỗi báu đẹp như tu di đó, hiện các cõi nước bất khả thuyết, hết tu di báu không thừa sót, thị hiện cõi nước đều như vậy, dùng một cõi nước nghiền làm bụi, một bụi sắc tướng bất khả thuyết các cõi làm bụi bụi có tướng không thể nói được bất khả thuyết như vậy đủ thứ các bụi tướng đều phóng quang minh bất khả thuyết trong quang hiện phật bất khả thuyết pháp phật nói ra bất khả thuyết trong pháp diệu kệ bất khả thuyết nghe kệ hiểu được bất khả thuyết trong niệm niệm hiểu bất khả thuyết hiểu rõ chân đế bất khả thuyết thị hiện vị lai tất cả phật thường diễn nói Pháp vô cùng tận, mỗi mỗi Phật Pháp bất khả thuyết, đủ thứ thanh tịnh bất khả thuyết, vang diệu âm thanh bất khả thuyết, chuyển bánh xe Pháp bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi pháp luân đó diễn tu đa la bất khả thuyết trong mỗi mỗi tu đa la đó pháp môn khác nhau bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi pháp môn đó lại nói các pháp bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi các pháp đó điều phục chúng sinh bất khả thuyết hoặc lại nơi đầu một sợi lông thường an trụ bất khả thuyết kiếp như các đầu lông khác cũng thế an trụ kiếp số đều như vậy tâm ngài vô ngại bất khả thuyết biến hóa chư phật bất khả thuyết mỗi mỗi biến hóa các như lai lại hiện biến hóa bất khả thuyết pháp thân phật đó bất khả thuyết Phật đó phân thân bất khả thuyết, trang nghiêm vô lượng bất khả thuyết, đi đến mười phương bất khả thuyết, đi khắp cõi nước bất khả thuyết, quan sát chúng sinh bất khả thuyết, thanh tịnh chúng sinh bất khả thuyết, điều phục chúng sinh bất khả thuyết, các trang nghiêm đó bất khả thuyết, các thần lực đó bất khả thuyết, các tự tại đó bất khả thuyết các thần biến đó bất khả thuyết hết thảy thần thông bất khả thuyết hết thảy cảnh giới bất khả thuyết hết thảy gia trì bất khả thuyết trụ tại thế gian bất khả thuyết thanh tịnh thật tướng bất khả thuyết nói tu đa la bất khả thuyết nơi mỗi mỗi tu đa la đó diễn nói pháp môn bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi pháp môn đó lại nói các pháp bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi các pháp đó hết thảy quyết định bất khả thuyết ở trong mỗi mỗi quyết định đó điều phục chúng sinh bất khả thuyết không thể nói ra pháp đồng loại không thể nói ra tâm đồng loại